Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ các bạn là Duy đã có mặt tại thành phố Stuttgart ở Đức ha. Thì rất là may mắn năm nay thì Duy vẫn được một cái giải thưởng dành cho những nhân viên bán hàng xuất sắc của Mercedes-Benz. Thì bây giờ Duy sẽ quay cho các bạn xem một vòng cái khách sạn, một vòng cái phòng của Duy các bạn. Thì hiện tại là cái khách sạn này có tên là A Love À. Duy thấy là phòng ở đây thì nó cũng rất là nhỏ gọn, nhưng mà được cái là Duy nghĩ là khách sạn này là một cái khách sạn mới và được xây theo một cái thiết kế, theo một cái phong cách nó cũng rất là hiện đại đó. Thì Duy sẽ quay một vòng cái phòng của Duy cho các bạn xem nha. Này các bạn hình dung ha, đây là một cái cửa ha. Khi mà chúng ta mở cửa vào thì ở phía bên tay phải của Duy thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái chậu để chúng ta rửa mặt nè. Đây đó, các bạn sẽ thấy là nó được thiết kế rất là đơn giản thôi, một cái chân bằng inox ha, và có một cái mặt bàn bằng đá, cũng như có một cái chậu rửa như thế này thôi đó. Và khách sạn này thì xài những cái thiết bị vệ sinh của cái hãng là Hansgrohe các bạn. Đây đi qua cho các bạn xem này, đây là một cái hiệu của Đức các bạn ha. Đó, cũng rất là tốt. Và Duy nghĩ là cái hiệu này thì ở Việt Nam cũng có bán các bạn. Đó, các bạn thấy không? Kính thì được thiết kế là full trần luôn, từ dưới lên trên ha. Và ở trên này có một cái đèn ánh sáng rất là đẹp ha. Đó. Ở đây thì có một cái cánh cửa cũng như là một cái kính ha, cái kính to luôn, full trần luôn các bạn. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy là bước vào là có một cái nhà vệ sinh nè. À, hầu như là ở Đức Duy thấy là đều sử dụng bằng cầu treo như thế này hết, và nó rất là nhỏ gọn các bạn. Nó không có xài cái bàn cầu mà các bạn thấy là giống như bàn cầu bệt ở dưới ha, mà là bàn cầu treo hết rồi. Đó, nó gọn hơn. Đó, ở đây thì một cái phòng tắm đứng nè. Đó, và thiết bị của cái phòng tắm này các bạn cũng là đến từ Hansgrohe ha, rất là đẹp ha. Và ống bằng nhựa các bạn, ống nước bằng nhựa thôi. Đó, thì thật sự là Duy thích ống nước bằng nhựa hơn so với ống nước bằng kim loại. Đó, xà phòng thì các bạn sẽ thấy ở đây có 3 cái chai xà phòng được dán lên trên tường luôn ha, nó rất là gọn ha, không cần phải làm một cái hốc đựng đồ hoặc là một cái kệ gì nữa hết ha, rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp, rất là gọn. Đó, và một điều nữa các bạn là Duy thấy nè, rất là thích ở đây là cái phần thoát sàn nước nè. Các bạn thấy không? Nhìn vào thì các bạn sẽ không thấy một cái lỗ thoát sàn nào hết. Nó thông thường ở Việt Nam mình sẽ làm một cái phễu ha. Đó, nhưng mà các bạn thấy nè, ở đây làm rất là gọn luôn nè. Nó có một cái khe như thế này thôi là xong rồi. À, rất là hay ha. Ở đây thì có một cái cửa kính trượt nè. À, một điều các bạn khi các bạn đến Đức á, các bạn sẽ thấy là những cái thiết bị, những cái phụ kiện của họ các bạn là rất là xịn luôn. Đó. Cửa thì trượt rất là êm nè, rất là mượt luôn nè các bạn ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một tủ để chúng ta đựng đồ, có một cái két sắt, có một cái khu vực để chúng ta pha trà ở đây ha. Duy sẽ để giày ở đây, một cái này Duy không biết là cái gì. Ở đây thì sẽ có một cái tủ nhỏ ra để chúng ta đựng đồ đơn giản vậy thôi ha, có bàn là cho chúng ta. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phòng giường ngủ ha. Các bạn sẽ thấy á, là giường ngủ, phòng ngủ của chúng ta các bạn lúc nào cũng vậy ha, không có đặt cái đèn ở trên trần. Đó, các bạn thấy nè, hầu như là không có đặt đèn ở trên trần, mà phòng ngủ thì chỉ sử dụng những cái đèn led hắt thôi các bạn. Các bạn thấy nè, ánh sáng rất là nhẹ thôi. Khi mà chúng ta vào cái phòng như thế này các bạn, chúng ta đi làm một ngày mệt mỏi hay là đi một ngày mệt mỏi về, chúng ta trở về cái căn phòng của chúng ta thì chúng ta cũng thấy rất là dễ chịu ha. Chứ ánh sáng mà nó sáng quá là cũng rất là mệt. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Đó, vậy thôi. Ở đây thì có một cái tivi và có một cái đèn, rồi dãy đèn ở trên này. Đó, thì Duy nghĩ là bình thường thì cũng rất là ít khi sử dụng tới cái đèn trên này. Đó, ánh sáng như thế này là đủ rồi. Đây là các bạn công tắc nè. Đây, đi mở đèn cho các bạn xem ha. Đó thì các bạn thấy nè, phòng ngủ cũng vậy ha, lúc nào cũng vậy, chỉ làm một cái phần led hắt lên trên tường thôi, trên trần thôi. Đó là xong. Ở trên này không có đèn, khu vực này có một cái đèn để trang trí cho cái khu vực này. Ở đây thì có một cái bàn để chúng ta ngồi làm việc nè, một cái đèn nhỏ ở đây, rất là đẹp, rất là đơn giản thôi. Cửa mở ra, hai lớp cửa luôn các bạn. Một cái lớp cửa di mở vào trong nè, và một cái lớp cửa này thì có thể là mở được ra ngoài đây. Mở vào trong luôn các bạn, mở vào trong luôn. Nhưng mà cái cửa này á, thì chúng ta chỉ mở theo cái dạng là ship lật á, lật về trong, lật về phía bên trong thôi ha, để đảm bảo an toàn. Nghĩa là chúng ta không có mở ra được. Đó. Và đặc biệt ở đây bạn, cái hệ cửa nó rất là chắc chắn nè, rất là đẹp luôn á, rất là êm nè, rất là êm, rất là chắc chắn nè, các bạn thấy không? Đồ của Đức thì cái gì nó cũng xịn các bạn, xài rất là sướng. Ok, đó là một vòng cái căn phòng của Duy ngày hôm nay các bạn. Thì 6 giờ sáng giờ đáp máy bay và đi mãi tới bây giờ luôn, khoảng 8 giờ tối rồi. Thì di chuyển cũng rất là xa, rất là dài á, cũng như rất là mệt mỏi rồi. Bây giờ Duy sẽ đi tắm rửa, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.